chào tất cả các quý vị và khán giả đang theo dõi cái chương trình phỏng vấn ngắn của thương hiệu Rain Coffee cùng với cả thương hiệu sách Vũ Huế về buổi gọi là buổi học lại chuỗi chương trình offline về sách cũ, chủ đề là những cuốn sách thời bao cấp và không được xuất bản. Và đứng bên cạnh tôi đây đó là anh Hà Huy Chiến, anh là chủ sở hữu của thương hiệu sách Vũ Huế và cũng là đơn vị đồng hành cùng Rain Coffee tổ chức cái chuỗi sự kiện 2 ngày vào tháng 5 này. Và rất vui được chào anh và chào anh ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Duy Anh và em là một trong những cộng tác viên hỗ trợ truyền thông cho Rain Coffee. Và em có thể phỏng vấn anh một vài câu hỏi được ạ? Được. Cái đầu tiên đó là anh có thể giới thiệu cho các khán giả đang theo dõi biết về cái chương trình của chúng ta, cái quy mô và cái thời gian địa điểm của nó. Cùng đồng hành với Rain Coffee ở cái sách toàn là những sách hay và sách có thời gian không phải là sách mới, cái đặc biệt là cái mới ở trong chuyến này. Và sách nhà xuất bản như anh Chiến có nói đến là cái ý tưởng xây dựng hội sách lần này nó là dựa trên chủ đề về những cuốn sách thời bao cấp không được xuất bản. Đó, những cuốn sách của những nhà xuất bản như là Cầu Vồng hay là Diên Hồng hay là nhà xuất bản phổ thông. Đó, những nhà xuất bản mà đã có cái tuổi đời khá lâu và bây giờ họ cũng không còn có những cái đầu sách khác trên thị trường, họ cũng đã dừng hoạt động. Và cái mục tiêu của hội sách này thì là gì nhỉ anh nhỉ? Cho họ tìm lại được những quyển sách đã mất, có những nhà quyển sách đã mất, rồi có những quyển sách mà bố mẹ họ đã đọc và những sách của những người như bọn mình đã đọc nhưng mất rồi. Đấy là quyển sách này như thế. Dạ vâng. Và chủ đề của hội sách này như anh Chiến cũng vừa nói đó là mang lại những cái dư vị, những cái ký ức, những cái kỷ niệm về một cái thời quá khứ ngày xưa mà rất thân thuộc với thế hệ của các cô, các bác, các chú, các ông, các bà những năm 60, 70, 80. Và cái hội sách của mình này thì sẽ được tổ chức trong 2 ngày. Hai ngày là ngày 20 và 21 tháng 5. Và hội sách của chúng ta tổ chức vào 2 ngày, đó là ngày 20 và 21 tháng 5 tại địa điểm là trụ sở chính của công ty cổ phần Rain Coffee, mặt sau 231 đường Cầu Giấy, Hà Nội. Và anh có thể bật mí trước về cái chủ đề của hội sách định kỳ vào tháng 6 đúng không ạ? Nói định kỳ tháng 6 là sẽ là chủ đề là sách sự kiện 1000. Tức là sự kiện 1000, tức là có 1000 cuốn sách về kỹ năng sống, 1000 cuốn sách về cuốn sách bỏ túi và 1000 cuốn sách về Hà Nội. Và bật mí trước cho tất cả quý vị và khán giả đang theo dõi đó là vào tháng 6 thì chủ đề của sách chúng ta sẽ là sự kiện 1000, và đó chúng ta sẽ có 1000 cuốn sách về kỹ năng sống dành cho các bạn thanh niên, cho bạn sinh viên, cho những người trẻ. 1000 cuốn sách cũng mang chủ đề là thời bao cấp, 1000 cuốn sách bỏ túi, còn gì nữa nhỉ? 1000 cuốn sách về Hà Nội, và 1000 cuốn sách về Hà Nội của chúng ta. Vâng, rất cảm ơn anh đã dành thời gian để cho chúng em được phỏng vấn ạ. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong cái hội sách tháng 6. Và có thể ngay thời điểm này mọi người cũng có thể tham gia vào hội sách của Rain Coffee đồng hành cùng sách Vũ Huế tại địa chỉ là Rain Coffee mặt sau 231 Tô Hiệu, và khoảng thời gian là từ 20 và 21 tháng 5, chính là vào ngày hôm nay và ngày mai đấy. Vâng, rất cảm ơn mọi người.